Ok, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Học Cơ khí. Thì trong video ngày hôm nay cũng là tiếp tục với phần mềm MasterCard ha. Thì bây giờ cái vấn đề đó là thường làm việc với MasterCard thì mọi người hay import cái file 3D có sẵn bên ngoài vào. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ open một cái file có sẵn bên ngoài vào ha. Cái vị trí lưu file của mình thì đây, để cho nhanh thì mình đang lưu ngoài desktop. Rồi thì mọi người thấy nè, khi mà mình bật desktop lên nè, ở đây nó chỉ hiển thị những cái file mà chúng ta đã save lại với cái định dạng là MasterCam thôi. Còn những cái file mà là do step mà mình cần mở lên á, thì nó không thấy. Thì chủ yếu là do cái bộ lọc của mình, đúng không? Bộ lọc của mình ở đây nó đang để là on MasterCam file. Rồi bây giờ mình muốn bộ lọc này mặc định nó sẽ luôn luôn để chế độ là on file như vậy. Hoặc là mình cần import file step đó thì nó để là dạng step file. Để mình có thể chọn nhanh cái file step luôn, chứ mình không cần phải chuyển qua lại giữa những cái định dạng dưới này. Thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Mọi người sẽ vào cho mình là file, rồi configuration. Sau đó mọi người vào tiếp, ở đây là cái mục là file. Thì chúng ta sẽ có là default file open file này. Rồi thì cái phần này mọi người sẽ chuyển qua cái dạng mà chúng ta thường sử dụng. Ví dụ chúng ta thường là import file step thì chúng ta có thể là default step. Còn đối với những cái file MasterCam thì mình có thể lấy chuột trực tiếp từ cái window, mình không cần phải thấy nó ở trong này nữa cũng cũng vẫn được. Hoặc là mọi người có thể chọn luôn cái độ là on file để chúng ta có thể là thấy hết tất cả các cái loại file. Rồi mình sẽ để là on file ha. Rồi và mình sẽ bấm là ok. Rồi mình sẽ save luôn cho cái file mặc định của mình. Rồi ok, và bây giờ mọi người tắt phần mềm đi. Sau đó mở lại MasterCard. Rồi. Ok, mọi người chờ một xíu. Rồi, và bây giờ mình bấm lại Open nè. Open. Thì mọi người thấy là cái mặc định nó đang để bộ lọc là on file rồi ha. Chúng ta chỉ cần bấm ra desktop. Và mình chọn thẳng vào cái file step mà mình cần mở đây. Open lên thôi. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian chúng ta thay đổi cái bộ lọc dưới này. Rồi, hy vọng cái cách này thì sẽ giúp cho mọi người làm việc nhanh hơn. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau.